Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay là ngày thứ tư, cũng là ngày ông Biden lên nhận chức làm tổng thống của nước Mỹ. Thì trong cái thời gian vừa rồi mình không có update cái account của mình cho mọi người xem, cho nên là hôm nay mình muốn update để cho mọi người được biết là những cái tháng vừa qua là cái account Robinhood của mình nó lên xuống như thế nào. Và cũng là gần một năm mình bắt đầu invest serious vào cái Robinhood portfolio này, cho nên cũng cũng muốn làm tổng kết cho mọi người được biết cái account này nó đã perform như thế nào trong cái năm vừa qua. Thì đây là cái account của mình ngày hôm nay rất là tốt, mình lời được khoảng hơn 1.000 đồng, được 1.2%, và tuần vừa rồi thì mình lời được khoảng 570 đồng, lời được khoảng 0.7%, và tháng vừa rồi thì mình lời được khoảng gần 6%, lời được 4.500, gần 4.600. Thì đây cũng là một cái mức return rất là tốt trong cái tháng vừa rồi, nhiều stock mình mua và nó lên. 3 tháng vừa rồi thì mình lời được khoảng 11, gần 11.000, 15, hơn 15% một chút xíu. Thì 3 tháng vừa rồi những stock mà mình giữ nó lên rất là nhiều, đặc biệt là cái Tesla. Và trong một năm vừa rồi thì stock của mình lời được khoảng gần 38%, 37.9%, thì lời được khoảng 22.500. Đây là một cái mức return rất là tốt. Mình bắt đầu vào tháng 1, tháng 2, và khi vào tháng 2, tháng 3, khi mà market nó rất nhiều thì mình lại bỏ tiền rất là nhiều vào để mình invest thêm. Thì sau khi mà mình invest nhiều tên thì mới đầu thì nó xuống, rồi sau đó nó pick up và nó đi lên từ từ khi đó cho đến bây giờ. Thì một năm vừa rồi mình đã lời được khoảng hơn 22.500, khoảng 38 đồng. Và cái account này mình khi mà mình bắt đầu invest cho đến bây giờ, mình cũng nhận được rất là nhiều tiền từ mọi người dùng cái link của mình để sign up vào. Trong cái account này thì mình đã lời được khoảng 39%, khoảng 20 23 ngàn, 22 23 ngàn, và đó là cái mức return của cái account này trong cái năm vừa rồi. Thì các bạn thấy là mình vẫn còn 20 ngàn chưa invest vào trong cái account này, cái 20 ngàn này mình vừa mới bỏ vào thêm để mà chuẩn bị cho cái năm tới đây để mình mua thêm stock. Nhưng mà trong cái thời gian vừa rồi thì stock nó lên nhiều quá, mình không có cái cơ hội, mình chưa thấy có stock nào hấp dẫn để mà mình mua, cho nên là mình vẫn giữ 20 ngàn này. Và có nhiều khả năng nếu tới đây cái market pullback thì mình sẽ mua thêm nhiều stock khác. Và mình cũng muốn cho mọi người biết thêm hai cái stock mà mình bỏ tiền nhiều nhất vào trong hai stock đó ở trong cái account này. Thì cái đầu tiên mình nghĩ mọi người cũng biết rồi, đó là Apple. Thì Apple hiện tại bây giờ nó là 132 đồng và mình có 100 share của Apple. Thì mình vừa mới hoàn thành cái mục tiêu 100 share khoảng 2 tuần trước. Thì cái stock Apple này là một cái stock mà mình rất là tin tưởng vào tương lai của nó. Thì mình mua vào khoảng hơn 3 tuần trước, thì khi đó cái market là của cái stock của Apple này nó lên rất là nhiều, và bây giờ nó trong 2 tuần rồi thì nó pullback rất là mạnh. Nhưng mà ngày hôm qua và ngày hôm nay thì stock nó lại lên rất là nhiều. Ngày hôm nay thôi thì nó đã lên được hơn 3%. Thì với 100 share này mình vẫn đang còn lời với là 12%, 1.400 từ 100 share của Apple này. Và thực sự là 2 tuần vừa rồi khi mà cái Apple này nó pullback, giá của nó rớt xuống còn 127, 128 đồng. Thì thực sự mình không có lo lắng gì, tại vì mình rất là tin tưởng cái Apple này, nếu nó xuống thì chắc chắn là nó sẽ đi lên lại thôi. Nên mình không có lo nhiều khi mà nó pullback xuống cái giá thấp như vậy. Thì cái average cost của Apple là 117, có nghĩa là mình đã đầu tư vào stock của Apple là 11.700, hơn 11.700 rồi. Nhưng mà bây giờ mình vẫn có return được 1.400, nên mình là không có lo lắng nhiều. Và mình nghĩ nếu mà về long term thì Apple nó sẽ vẫn phát triển rất là chắc chắn. Và cái stock thứ hai mà mình bỏ tiền vào cũng rất là nhiều, đứng thứ nhì ở trong cái portfolio này, đó là cái Next Era Energy. Thì mình đã làm một cái video về cái Next Era Energy này rồi, và mình cũng đang giữ 100 share của Next Era Energy. Thì cái giá average cost của mình là 74 đồng và bây giờ giá của nó là 84 đồng rồi. Thì mình đã lời hơn 12% từ cái Next Era này, khoảng gần 1.000 đồng từ cái Next Era này. Mình đã giới thiệu cho mọi người về cái stock này khoảng 1-2 tháng trước rồi, khi mà cái stock này nó rất ít khi là nó đi xuống, nó pullback. Nhưng mà khi mà nó pullback xuống cái giá 72, 73 đồng thì mình đã nhảy vào và mình mua thêm. Thì bây giờ mình đã có return từ cái stock này rồi, một cái stock rất là chắc chắn. Nó focus rất là nhiều vào solar energy và những cái năng lượng sạch, và thực sự cái mức phát triển của nó cũng rất là ok, và nó cũng trả tiền dividend, cho nên là mình rất là thích cái stock này. Vừa grow và vừa có dividend, tuy là không cao nhưng mà vẫn rất là tốt để mà giữ cái account của mình.
Thì đó là hai cái stock mà mình đầu tư nhiều tiền nhất ở trong cái portfolio này, và nó cũng là hai stock chính giữ cái account của mình, tại vì nó chắc chắn và nó bền vững, nó không có volatile nhiều, nó không có lên xuống nhiều. Nhưng mà về long term thì hai cái stock này nó sẽ rất là vững chắc và phát triển rất là ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.